nhớ rằng đôi chân phong dịch xóa nên sợ tổn á lúc nào giờ lúc chỉ thì mình thấy cậu chi trong ở xe nên gặp lâu nè chỉ thì mình thấy cậu chi trong ở xe nên gặp lâu nhưng lúc nào giờ cho nên thằng cụ tao kể nè sẽ thêm lông má lông tổng là ta đi trả lời rồi nhưng mà hay thôi chỉ trong nó sòn gió hay nè sòn gió hay lũ chay nó thêm lông má lông tổng tức là tính ta lời tức là chi lời rồi ta chỉ nhớ đi do số số trong mà trong lông má lông tổng nó chỉ đâu là ta thì nó đó số số trong nhà ta lo mà lũ chỉ lì nó bản thi lì nó sẽ chỉ nhóm lông tiền mình không biết là thế nè để chỉ trong nó sơ sơ chỉ ở chỉ lo sơ nó chỉ trong nó sơ chỉ lưu thế biết là ta lì nó rồi do tức là ta lì nó là chỉ do sơ lì trong nó sơ chỉ in sơ hàng nè để một lì của hai do nhớ lì số số trong giá ta lò mà lúc chỉ lì bản thi có blog của chị nó xưa mà chấm lông tổng dùng của pi là dùng của pi của trò của pi là thế nè thì chỉ trong nó chỉ một điều hai số số thì thiết số nó chỉ lò thì lúc chạy nó chấm lông tổng thứ là chi là tính ta lên nó là nè là chi ta lên nó là này cô hai ở bên lò lùi nó kia rồi này thì nó xứ về giờ cho thế xuống cao xuống mình sẽ tiếp bên luôn ok ok là gì tao cũng tao kể để nghe họ tao cũng tao kể về họ dùng mũ sai sai về họ dùng mũ là chi ạ vợ chồng tao đó này ổn nên tao cũng tao kể nè chứ không gì nè